Tuấn Dũng Audio xin kính chào quý vị và các bạn và các bác yêu audio trên toàn quốc. Video clip này Tuấn Dũng Audio sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn và các bác một đôi loa 3G audio. Đây, đôi loa đó em đang nghe đây. Đôi loa 3G audio mã là F100. Con này sử dụng một bass 25 và 4 chép. Em về được hơn 10 đôi này nên các bác thoải mái chọn hàng. Đấy. Đôi nào cũng đẹp cáo cạnh hết. Thì các bác hãy đăng ký kênh, đầu tiên các bác hãy đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi để nhận được những video sớm nhất và đầy đủ nhất về những sản phẩm của bên cửa hàng em. Và bây giờ em sẽ đi vào vấn đề là em sẽ giới thiệu về chiếc 3G audio này. Nó là một dòng bass 25 4 tép. Hát karaoke dòng này thì nó không còn gì để bàn nữa. Thì dòng 3G audio này thì nó rất quen thuộc. Bass của nó cũng giống như bình thường thôi, cũng giống như những dòng 3G audio khác. Thì con này hay cái là nó sử dụng 4 tép các bác nhé. Thì đây là keo của nó đây. Đấy, keo của 3G audio thì các bác nên nhớ là riêng loa 3G audio ấy thì các bác thứ nhất là cái tem này thì em cái tem này có cũng được mà không có cũng được, thì tùy đời, có đời là có tem, có đời không có. Những cái tem này thì ví dụ như đời này thì chắc chắn nó sẽ có. Đấy, thì đây cái tem của nó, đầu tiên tem của nó đây, thứ hai là cái từ của nó, các bác nhìn này, cái từ của nó thì các bác nhìn kỹ đi, cái keo từ của nó, đầu tiên là cái keo dọc với mặt bích này, nó cũ theo thời gian rồi, thứ nhất. Thứ hai là cái in của nó này, các bác nhìn này, riêng cái in này của nó thì không cái một hãng nào bắt chước được. Khi các bác sờ vào này thì nó không có cái gợn gì cả, mà nó nhẵn thín như không ấy. Nếu mà các bác không sờ, không nhìn các bác không biết được. Thì nếu các bác chỉ sờ không thì không biết là nó đã in chữ lên đây. Đấy, thì cái chữ của nó có một đặc biệt là như thế này này. Em sẽ lấy led cho các bác xem này. Nó sẽ, đấy các bác thấy chưa, cái chữ của nó sẽ có những cái đường gạch, những đường gạch này thì nó nghĩa là không thể làm nhái được ấy. Em thấy là những cái dòng loa nhái 3G audio thì nó vẫn chưa thể làm được cái này nhá. Cái thứ hai nữa là dây sợi của nó, để bát này các bác nhìn này, nó rất là khôn. Đấy, đây là bát của chính hiệu 3G audio. Em sẽ tháo cái chặn loa ra cho các bác xem. Đợi em tí, em lại tháo cái này ra. Em cầm một tay quay nó hơi ngượng một chút. Đây đại khái như này em. Các bác đợi em chỉ tí để em tháo ra. Cứng quá nhỉ. Đợi em tí, em sẽ tháo cái này ra cho các bác xem nội thất của nó bên trong. Cứng quá các bác ạ. Rồi ok rồi. Đây là con bát của nó đây các bác nhé. Đây, em sẽ lấy led cho các bác xem này. Đó. Đây con bát của nó đây, rất là khôn các bác ơi. Đây cái màn của nó gần zin các bác nhé. Gần zin chưa thay nhé. Con này gần zin mà rất là mới và tốt. Đấy, dòng này. Đây là nội thất của nó đây, riêng cái bông tiêu âm của dòng 3G audio ấy, em nói cho các bác biết. Cái bông tiêu âm này của nó không bao giờ các bác có thể làm nhái được nhé. Không một cái thương hiệu nào có thể làm nhái được cái bông này hiện nay. Cái bông này của nó thì nó có một cái màu gì rất là kiểu như màu các cụ hay nói, chơi audio hay nói là màu xám lông chuột ấy. Thì cái màu này không thể nhái được. Đấy thì các bác biết là một đôi loa này em chỉ bán giá là 3.700.000 đồng các bác nhé. 3.700.000 đồng cho một đôi loa 3G audio 4 tép này. Em cam đoan các bác là em bán giá tốt nhất thị trường bây giờ luôn. Nếu một dòng F100 này. Đấy, còn bác nào mà chê rẻ hay đắt ấy, thì các bác hãy mua ở nơi khác nhé. Bởi vì là giá của em đưa ra cái giá này là rất sát với người tiêu dùng rồi. Em không thể bán tốt hơn được nữa. Đấy, thì em cũng mong muốn là phục vụ các bác dịp Tết này để cho các bác có những chữ loa hay về để chơi. Đấy,
thì em đang nghe bằng đôi loa Bagger Audio F100 này đây. Thì đây, em về rất nhiều hàng cho các bác chọn thoải mái. Em về hơn chục đôi này. Thì các bác đôi nào nó cũng đẹp như vậy đấy. Đẹp mỹ mãn luôn. Em chưa vệ sinh gì nhưng nó đã đẹp rồi. À, em cho các bác xem thông số về đằng sau của nó đây. Đây thông số đằng sau của nó. Con này nó dòng này là có hai chạm loa các bác nhá. Đấy, rất hay là dòng hai chạm loa. Đấy. Thứ hai là đây thông số của nó đây các bác. Của nó là 92 dB. Cực nhạy 92 dB và tần số đáp tuyến của nó là 45 Hz đến 19 kHz. Nó 19 kHz này là lên tép rất cao và 45 Hz là bass rất sâu. Nghĩa là cái điểm thấp nhất và điểm cao nhất của nó rất là rộng. Tần số đáp tuyến rất rộng nên các bác có thể vừa nghe nhạc, vừa karaoke được, rất hay cái dòng này. Đấy. Công suất định mức, RMS là công suất định mức các bác nhé. Là công suất làm việc của nó là 200W chứ không phải là công suất tối đa đâu. Công suất để nó làm việc tối ưu là 200W. Đấy. Đấy, trọng lượng là 10.5 kg. Đấy. Đôi nào như đôi nào đẹp như vậy hết đấy các bác ạ. Đẹp không tì vết luôn. Đấy thì giá em báo luôn là 3.700.000 đồng cho các bác. Chưa bao ship các bác nha. Các bác thật sự dòng Bagger Audio này không còn gì để chê nữa. Với số tiền bỏ ra nó đập chết những con BMB giá tầm 4-5 triệu với 6 triệu luôn. Mấy con BMB 450C không thể đọ với nó được. Em nói thật luôn. Từ tiếng bass đến tiếng bass cho đến tiếng tép thì không thể đọ được với dòng Bagger Audio này. Quá nổi tiếng rồi. Đấy, em sẽ mở một đoạn nhạc to lên cho các bác nghe thử này. Em vẫn mở những cái dòng, những cái bài nhạc mà quen thuộc của em hay test đây. Đây. Cho bác nghe độ chi tiết của nó nhé. Giá của nó chỉ có 3.700.000 đồng thôi các bác nhé. Các bác hãy liên hệ Tiến Dũng Audio 0981193686, giao hàng toàn quốc. Tép của nó ngọt lắm các bác ạ. Bác nào mà thích nghe tiếng tép của nhạc trữ tình thì đôi loa này nó làm các bác phê luôn. Rồi, ok. Đấy, các bác, em rất sợ bản quyền trên YouTube nên là em chỉ mở như vậy thôi. Các bác, đây em xem báo giá lại là 3.700.000 đồng chưa bao ship nhé. Một đôi loa Bagger Audio 4 tép. Đấy, dòng này là dòng cũng thuộc dạng là khủng long của Bagger Audio về bass 25. Bởi vì nó là dòng 4 tép, rất là hiếm. Các bác số tiền đó các bác chỉ mua những đôi loa cỏ thôi. Nhưng đây là đôi loa rất rất hay mà chỉ có 3.700.000 đồng. Đấy. Tình trạng đẹp không tì vết này. Đôi nào như đôi nào hết, về đẹp như Thúy Kiều và Thúy Vân luôn các bác ạ. Rồi. Rất là cứng và chắc chắn nhé. Và cái đặc thù của dòng Bagger Audio này ấy, các bác đây cho em cho các bác xem e-căng của nó. Đây là logo của nó nhá, e-căng của nó đây. Riêng dòng Bagger Audio các bác ạ, thì ốc của Bagger Audio lúc nào nó là một cái hãng con của B3 mà, nên là lúc nào nó cũng sử dụng cái linh kiện của B3, nên là cái dòng ốc của nó ấy, nó không bắn thẳng vào thùng đâu các bác. Nó luôn luôn có một mặt bích ở đằng dưới để mà giữ cái loa và cái thùng. Nên là không bao giờ sợ nát thùng, các bác tháo ra tháo lại rất nhiều không sao. Các bác nhìn này để biết được. Và thứ hai nữa là đây là chính là cái đặc trưng của bọn B3 này. Đấy, hãng B3 đặc trưng cái bọc cái dây này. Đấy, các bác thấy không? Nó sử dụng bằng gen mịn các bác nhé. Nó sử dụng bằng gen mịn. Nên là chỉ có những dòng loa chính hãng mới làm bằng cái kiểu này. Dòng này thì không có nhái đâu các bác yên tâm. Đấy, em cam đoan các bác là hàng chuẩn zin. Đấy, bát của nó các bác nhìn lại một lần nữa này. Đấy, riêng cái in này thì không thể làm nhái được cái này, cái mã vạch này.